Biệt đội X6, một chương trình truyền hình thực tế hành động, đối kháng, tương tác và hài hước. Bao gồm 5 thành viên cố định là 5 nghệ sĩ với những cá tính, thế mạnh khác nhau, cùng một nghệ sĩ khách mời đặc biệt cho mỗi hành trình. Họ được chia thành các đội và cùng nhau thi đấu, đối kháng, thực hiện các thử thách mà ekip sản xuất đưa ra. Để tìm đội chiến thắng, trong 6 thành viên của biệt đội X6, sẽ có một nhân vật là nhân tố X bí ẩn. Khó khăn cho mỗi thành viên lại nhân đôi khi vừa phải trở thành người chiến thắng, vừa phải lực đẩy được nhân vật X này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi tiếp sức. Mỗi thành viên chơi một chặng, tổng thời gian của đội nào nhiều hơn thì đội đó thua. Đầu tiên là một người đi trên không, đi thật là nhanh, đập tay người thứ hai tiếp sức. Thì người thứ hai sẽ đu xà đơn, đi hết xà không được bỏ qua một thanh nào, hoặc là bị rớt xuống thì bị cộng 10 giây. Còn đập tay người thứ ba, rồi người thứ ba sẽ chui luồn ở dưới đó. Mà không được đụng chuông, nhưng mà trừ 10 giây. Rồi ai mà lấy được cờ trước thì người đó thắng, tổng thời gian mà ít hơn thì thắng. Bây giờ là Lincoln là khách mời, nên Lincoln chọn. Thầy sẽ thi trước. Xin mời, kính lão đắc thọ. Cái gì? Nói gì vậy? Ờ, bình thường. Thấy là đi, thứ tự là 1, 2, 3 đây luôn đúng không? Dạ. 1, 2, 3. Đây là 1, 2, 3 luôn. 1, 2, 3. Chơi các bạn. Xuất phát thôi. 2, 1, xuất phát. Từ. Wow. Hay quá Tường ơi. Trời ơi, khỏe dễ sợ luôn. Tường ơi, hay quá Tường ơi. Cố lên. À, từ. Rồi. Chị cả hay quá. Em không chạy đâu. Từ. Rồi. Đi dưới đất đi. Quá hay luôn chị ơi. Cô thua Tường rồi, cô không chịu bằng Tường đâu. Hay quá Tường. Á, úi giá, đau quá. Á, úi giá, đau quá. Tay nhiều lắm. Qua đây. Cái gì vậy? Chưa có gian vậy? Thằng gian. Hay quá. Nặng lắm anh, bỏ xuống. Nặng lắm anh, bỏ xuống. Bỏ xuống nặng lắm. Trời ơi, mày... Hay quá mày ơi. Mày cố lên. Mày khỏe vậy. Rồi. Trời, xuất sắc vậy. Hay quá. Xuống ơi. Hắt xuống cưng. Luồn lách đi cưng. Luồn lách đi cưng. Hắt xuống. Luồn lách đi cưng. Hắt xuống. Hắt xuống. Hấp xuống. Rồi. Luồn lách đi cưng. Đúng rồi, không đụng cái nào, thẳng luôn. Thẳng một đường rồi ra. Trời đất ơi. Thẳng luôn. Hay quá nè. Ôi. Wow. Bao nhiêu, bao nhiêu? 23 giây. 3, 2, 1. Trời mẹ ơi. Làm sao mà được? Có lên. Chết em tui rồi. Cái tay trước nha, chụp cái tay. Đúng rồi, cố lên. Còn có mấy cái nữa thôi. Sao nguy hiểm vậy? Đúng rồi, từ từ coi chừng. Đúng rồi, đừng có bỏ cưng. À rồi, không bỏ. Cố lên. Đúng rồi, giờ chạm chân xuống đất. Một lần chạm chân xuống đất. Một lần chạm chân xuống đất. Rồi, lấy thôi, cố lên. Ok. Cố lên trên ơi, một lần chạm chân xuống đất rồi trên à. Hai cái được rồi, ok. Mình cứ chụp cái tay xuống, chứ đừng có chụp cái chân. Không qua được em ơi, em phải nhả ra hết. Lên cái tay đi cưng. Ừ, vậy đó cưng. Em phải hai bên em mới qua được. Rồi. Thấy chưa, đó. Nó khác liền đúng không? Vịnh định vậy rồi mới đạp. Thấy chưa? Rồi, đúng rồi. Chứ em qua một cái em mới chết á. Quá là em không có được. Trừ đã đỏ, thấy không? Trời ơi, cuối cùng là làm đúng á, vịnh định. Ừ.
đó đó đó. Này. Bỏ qua chạy đầu tiên. Thôi em đi lẹ quá, ông cũng vậy vậy. Đâu mình cảm hết mà. Rồi đụng tay hết chưa, đụng tay vậy mình nói. Đó đụng tay. Cái chân, cái chân. Cái chân, cái chân. Cái chân. Ok. Tiếp 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 tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Ơi. Bốn cái. Hai cái. Trời ơi. Tưởng là con mắm nó qua dễ dàng, ai ngờ con mắm nó lùa không qua. Cộng 30 giây. 18 giây. Cộng thêm 30 giây nữa. Là 1 phút 48 giây. Cho đòi chơi nha, mấy đứa đó đòi chơi mà mình đâu có muốn chơi. Sao đụng chưa giờ. Tôi lại có một dấu hỏi cực lớn trong đầu tôi. Chơi hai hiệp. Chơi hai hiệp chứ gỡ lại đi. Hả? Thôi thôi bây giờ để làm tính điểm. Làm hiệp 2 đi. Thôi thôi tính điểm. Hiệp 2. Hiệp 2 là một người làm thôi. Từ mấy đứa ăn vàng qua để tính điểm nữa nè. Hỏi xếp đi. Cái gì lượt chơi đổi không tùm hết á. Hỏi có 2 điểm một cái. 2 điểm là mình 16, nó 10. Rồi. Mà người á làm cho đội tôi á bất ngờ nhất. Đó là mây. Đó, mây đó vượt qua cơ thể của mình. Vượt qua cơ địa của mình. Tới rồi, tới rồi. Đọc luôn, đọc luôn. Đây. Phần 2, kéo, ném bóng theo 2 hiệp. Để gửi nội dung sau. Hiệp 1, chơi ném bóng bình thường. Mỗi đội cử ra một thủ môn chỉ được gỡ bóng bằng chân. Hai thành viên còn lại làm tiền vệ, hậu vệ ném bóng vào khung thành đối phương và bảo vệ khung thành của mình. Thời gian chơi 7 phút. Đội ném bóng vào khung thành của đối phương nhiều hơn sẽ thắng 2 điểm. Hiệp 2, ném bóng bịt mắt. Bốn thành viên làm tiền vệ và hậu vệ. Cả hai bên bị bịt mắt. Oh man. Chỉ nghe chỉ đạo của thủ môn đội mình di chuyển và ném bóng vào khung thành đối phương. Này đây là phải ném rồi. À thủ môn. Khi cô chơi bóng dở lắm. Cô biết chơi luôn á. Để tôi làm thủ môn cho. Rồi ok. Tôi bự hơn. Vậy đi. Còn đây cứ ném bóng như này thôi. Để đây, đây, đây ném vô. Nha. Vậy nha. Ok. Chị ngồi chỗ thì chị mở hai bay bảo vệ tấn công đi. Chị buộc tay chị ngồi chứ. Chị sẽ lăn lộn bò toài ra chị đỡ banh. Vậy cũng được. Hai bay đi. Cái kia chị cầm bóng chị ném nó khỏe hơn. Rồi vậy đi. Thôi chị giấy cho vậy ai giữ. Rồi bây giờ giữ không? Có biết giữ bằng chân không? Chân có lanh lẹ. Chân là phải đi vậy vậy đá 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 chân. Đá lại. Không nhẹ lắm đâu. Em giữ nha. Để chị với mày nha. Rồi chơi. Trời ơi, chưa gì mà chị ném rồi. Trời. Trời ơi. Nè mày, làm gì làm đi mày. Đó, làm đi mày. Từ từ. Đến. Đều rồi. Nhiều nhất là được 2 điểm. Tham quá. Đưa về cho bà Tường kìa. Lên đi, lên đi. Rồi, ra ngoài. Ra ngoài. Thôi, bà đụng đi, bà đụng đi. Thôi, ok, được rồi. Đừng có giữ điểm thôi. Giữ bóng đi. Cho chị giật vật vậy. Chị ôm nhau vậy hả? Ê, còn vậy nữa nha. Đây, em đứng này. Đây. Miễn sao không đụng được rồi. Xin lỗi à. Ê.
Thôi hết rồi, hết cứu mình rồi đó nghỉ. Ủa hai đứa kia đứng xuống vạch đỏ đi. Đứng rồi. Em đứng vào một bên. Không em, em biết thấy em vậy chị. Bên tay phải của em. Em dàn giận vậy chị khó quá. Quy định. Không có quy định. Một người hậu vệ, tiền vệ. Một. Tới đây đưa luôn. Chụp. Rồi, rồi. Tới đi. Chạy đi con. Chạy qua, chạy, chạy, chạy. Chạy, chạy nữa, nữa. Rồi. Chưa, chưa. Nó ra ngoài rồi ông nội, trời sao vậy bà nội. Yeah. Thanh, Thanh, Thanh. Thanh, thứ nào không tao. Cái gì vậy? Tại sao tới dây tôi vậy? Ê, tới dây. Tại sao dây tôi vậy? Chạy ra ngoài rồi. Vẫn bình thường. Rồi, chụp không? Bạn đó, phải anh. Phải, 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 phải. Kéo nó ra, đúng rồi. Lấy tay, lấy tay. Ê, nó mở mắt rồi, tôi bị mở mắt. Ai vậy em hả? Ba. Trái phải. Chụp. Rồi bên trái. Đi con. Chạy 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 chạy. Chạy chạy. Đúng rồi. Đây. Ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Gần 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 gần. Quay trái. Trái. Vừa thôi quay phải lại. Rồi. Rồi. Thanh. Thẳng đi con. Đi lên con. Chưa vào. Chưa vào, chưa vào. Hấp, hấp. Chụp. Sao không? Không có mũi rồi. Chạy không răng rồi, chạy không răng rồi. Ghê vậy? Gãy răng hả mày? Sao rồi? Móng tay em muốn gãy luôn á. Tay em dài lắm. Lấy đá chùm đi. Lấy đá chùm lỗ mũi cho nó đi. Cho nó khô máu lại. Lấy đá chùm lỗ mũi đi. Con. Con đau nữa đi ông anh ông. Cũng ăn vàng quá. Không bao giờ mà nhắm mắt mà hả ném được cái banh vậy. Khổ tao tức quá. Ăn vàng cái gì nữa? Cha này cũng hí ghê lắm hả? Hí đâu mà hí. Qua đây, qua đây. Ủa cái đó là công bằng em. Đây nè, mở ra như vậy nè mới thấy. Lát nữa tôi sẽ gặp anh, điệp viên. Tội nghiệp ông chị cả đó, thương lắm. Những giây phút này á, có chị cả bên cạnh á, thật là hạnh phúc và hữu dụng biết mấy. Thương ghê không? Bởi vậy, nó tưởng con Lan Trinh là thề non hẹn biển với nó sao? Trời ơi. Đụng chuyện đi rồi cũng mở miệng chị ơi, chị à thôi. Ừ. Nhìn giống vậy. Thôi, 10 giây nữa hết đi ông mềm. Hiệp hai, bắt đầu. Trước mặt cô. Trước mặt hả? Em có thấy đường đâu. Thấy đường mà đỡ được. Cẩn thận, em đang bảo vệ cái mũi em. Cái đầu này cứng thiệt á. Mới kê vô cái là muốn thốn luôn rồi. Dạ. Dạ mà chết, con ơi. Qua đây nè. Qua đây, qua đây. Yeah. Ủa, sao không có nói gì vậy? Ủa mày. Thôi giờ mình bị thương binh mà. Không quá dễ dàng cái đầu thôi. Mình có thương binh mình phải chịu chứ. Chứ nếu mình là làm thủ môn làm gì có cái chuyện đó.
Rồi, tính điểm thôi. Bạn đầu 5 không? Điểm. Nếu tính như điểm đầu của em đến vô rất là nhiều cái. Đằng đầu em vô được 2 điểm. Trái nhân trái, nhân 2 là 10. Dạ xin lỗi, vòng đầu là thắng đăng được có 2 điểm mà ông nội. Trong vòng mấy đứa này tôi nói, chỉ sinh ra có cái cơ đẹp hết. Chưa? Người ta sinh người ta tồn tại trong cuộc đời là phải có não. Được 2 điểm, vòng này bạn thắng được tôi 1 điểm là bạn được 3 điểm, chấm hết. Vậy đi cho nó ngắn gọn. Hãy lật mặt điệp viên. Nhưng tôi, nhưng tôi đội thắng được thưởng thức bữa ăn đồ uống sang trọng trên du thuyền, đội thua đi dọn toilet khách sạn, cọ bể bơi, vớt lá rụng trên bể bơi. Bây giờ để người đã bị hậu quả rất là nặng nề sau cuộc chơi này. Được lên tiếng trước anh. Công bằng mà nói thì cảm giác hôm nay là đội mình đúng là có một chút lợi thế. Không biết tại sao mà có một vài vòng rất là thuận lợi. Thì cảm giác chắc lúc là... Lúc nào anh kể ra luôn để khán giả còn có thể hồi tưởng lại. Có thể hồi tưởng lại là lợi thế. Lợi thế ở trong vòng tìm... Mật thư. Đúng rồi. Có một số lợi thế nhất định. Ví dụ như rất là tìm ra rất là nhanh về cái mật thư dưới hồ bơi. Và tìm ra rất là nhanh cái địa điểm cuối cùng của ban tổ chức. Ai tìm ra? Kiểm tra dưới hồ có cái gì vớt lên hết đi. Đi đi một vòng quanh hồ đi. Cái gì vậy? Sao? Ở đâu? Có gì vậy? Đâu? Ô, đây rồi. Ủa sao thấy hay vậy? Thì trong cái lọ đó ghi là gì anh? Có cái chìa khóa em hồi nãy có đã nói rồi. Em phải động não chút xíu nha. Em hỏi nữa khán giả người ta kêu em không chịu suy nghĩ nha. Tới lúc lấy cây dừa thì cũng tìm ra cái mật thư trên cây dừa rất là nhanh. Tìm ra. Trong cây dừa nó mới chỉ ra cái chỗ gì mà có cắm cái cờ của bị đội sáo á. Đó thì chạy ra đó. Thì Tuấn là người phát hiện ra. Tại vì hồi nãy Tuấn đi lạc. Rồi mới đo gì 10 trăm lẻ mấy độ kinh đông kinh cái bông gì đó. Tuấn là người lấy cái bản đồ ra. Đo tại vì Tuấn là chuyên mang đi phong thủy mướn ta. Thì đo chứ không hay ho gì đâu. Bây giờ mày đoán hai. Không đoán hai. Lúc mà gọi đi đón hai người này á thì Thanh á thì lại sao không cũng được báo trước. Mà phải lâu ơi là lâu. Còn hả vô cái là bà này bắt cầm đồ bắt chạy xuống cái ào liền luôn. Đúng không? Lui ra luôn, chỉ cầm ra thôi. Ra thôi. Đâu không? Hai hút. Chị gái đi. Tới đợt này là từ sáng tới giờ chơi á thì với cái việc cố gắng hết sức của từng thành viên, ai có năng lực gì thì thể hiện hết cái khả năng đó, nhất là vòng chia vòng chơi coi ai chơi như thế nào thế kia, thì biết cô thấy là đội bên này là không thể có thành viên được. Tại sao? Dạ. Bên này đã làm rất là nhanh luôn, từng step mổ làm rất là nhanh, không thể nào mất thời gian được hết. Lúc mà bị cô với lại bên cô đó nhanh thì không bị đụng chuông thôi. Đó nhanh quá đó. Người ta kêu lên. Lúc mà Miko với Linh Cô lấy được cái hũ ở dưới hồ lên á là mình thật sự mình nghĩ lúc đó là mình thắng luôn rồi. Đúng rồi, mình nghĩ là thắng á. Mình tin quá vậy. Lúc đó mình nghĩ là xong rồi, cái làm món rất là đồ nhanh luôn. Này là cái hũ. Xin lỗi nha. Quá nhanh. Con thỏ nó cũng nghĩ là nó là nhanh á. Thỏ nó chơi một buổi trời còn đây là làm rất là tích cực nhưng cuối cùng vẫn thua. Thì em thấy có một cái điểm này mình phân tích với đội mình. Ngay từ đầu á là sếp là hai đứa mình vô đội Lincoln. Cái tới cái lúc mà cãi nhau á thì là Lincoln muốn thay đổi nhưng mà cũng không thay đổi được, tại vì giờ hai đứa con gái mà chơi, khi mà một mình Lincoln mà chơi thể lực á thì chắc chắn là sẽ thắng đội bên này. Nhưng nếu mà chơi mà chia ra cho thêm hai đứa mình vô nữa thì chơi thể lực sẽ lại thua. Ai thua ai? Em với chị ai chưa chắc à, bữa hôm cũng đã đấu một trận ngang tài ngang sức rồi, bà nội thì bà lầy cũng như quỷ vậy đó. Huy Nam mà thua bà nữa. Huy Nam còn thua. Thôi em ơi. Nhìn hai nam là thấy bị mạnh hơn nữ rồi chị. Ủa, đầu tôi là tôi muốn hòa chơi thử tôi sao không chịu. Nào, chị muốn là nào? Ủa, hai chị em mình muốn thành vừa đúng không? Chị em không chịu. Em nói sao vậy, tán chết bây giờ. May qua nè, nói em nè. Kiều Minh Tuấn qua, thấy mày thấy hôm nay tàn tạ không có cần may qua. Tôi đội trưởng mà. Nói nghe nè, sáng sớm em là người cuối cùng, em không biết ấp giáp. Em hỏi, ủa là sao, ai, sao? Cuối cùng hai người mới nói là em có biết cái gì đâu. Là định đã rồi, em qua đội Linh Cô là chị nói sao vậy? Đứng ngay cái chỗ mấy con cá nó phun nước. Mình đời thì sẽ thăng qua đúng không chị? Là thường á thì mấy cô để ý các thành viên á, nếu mà anh Tuấn mà ảnh là điệp viên thì ảnh sẽ bị rối loạn. Đã nói không phải khổ ghê thì rất thật. Nãy May phát biểu là không phải May, chỉ là một trong hai người. Còn đặc điểm của chị Tường là khi chị Tường làm điệp viên á thì chị Tường sẽ nói qua hai đội bên kia.
Không, nói qua hai thành viên còn lại. Cái lúc mà ngồi bên kia xong chị Tường cố nói là giống như cái người mà search điện tin nhắn là ai, cái người lấy được mật thư là ai, mà toàn chia ra, không phải tôi. Đừng đừng có dính líu gì hết. À không phải không, tôi có làm vậy, tôi chỉ là toàn theo vậy thôi. Nhưng mà xong cái hỏi theo là lúc đó chị đang ở đâu? Ờ chị đang đứng kế bên. Nên mấy con nghĩ gì Tường? Con nghĩ gì Tường? Ba con người này á, sự thân á, ai cũng có đáng nghi hết. Mọi người đang tung hỏa mù để che mắt tất cả mọi người ở đây. May là cái nhân vật mà tung hỏa mù. Tung đầu tung người ta bị giải máu thiệt đi bệnh viện chứ. Trong cái lúc mà Hà dập mũi cho nên nó sáng óc ra. Tung từ lơ me hết. Vậy là may hả? May cũng có thể may dùng lại cái chiêu của chị Tường. Hoặc là cũng có thể là kiểu Minh Tuấn đã rút kinh nghiệm những cái lần lập bập trước. Hôm nay đã trở nên pro hơn. Ủa là nghi cả bà nữa hả? Còn chị Tường là ném đá dấu tay. Cho nên là người thâm hiểm nó phải vậy chứ. Nguyên tội đó hả? Vậy là nguyên tội hả? Con nguyên tội này ghê. Ok. Thôi à, thôi lui về suy nghĩ. Thanh nghi kiểu Minh Tuấn. Rồi, lên con. Em thấy là anh May thì hôm nay phải đụng chạm tất cả những cái này đó là nó không có bị vậy. Thế là không có suy nghĩ cái gì khác ngoài cái lỗ mũi được. Không, còn cái vụ mà bị xúc sên nữa có nghĩa là may quá xui đi, không thể là đúng rồi, hôm nay là may bị xui. Cho nên em nghĩ không phải là anh May. Anh Tuấn thì cũng có thể, tại vì có giống như chị nói hồi sáng này, lúc mà chị mô tả cho em đó là một người rất là nham hiểm. Dê dái. Dê dái rồi. Vô cái đội kỳ đó. Nhưng mà hồi nãy lúc mà em nghĩ tới chị á, lúc mà chị Miko mà có nói là nếu mà chị Tường thường là như vậy, vậy nếu mà là điệp viên á, chị gật đầu, cái đó là một cái biểu hiện là tự nhiên của cơ thể. Đó là qua cách quan sát thôi, thì em sẽ hướng về chị Tường nhiều hơn. Chị ghi Kiều Minh Tuấn, em đi Tường đi, đây ghi May, xong. Không có con bên đó khác được ai hết. Kiều hả Kiều? Hôm nay tôi đi vui ẩm vệ sinh. Tôi, Kiều Minh Tuấn. Tất cả những gì tôi nói đây là bằng chứng trước tòa. Điều sự thật, không một lời gian dối. Michael Lan Trinh. Michael Trinh Lan. Trời ơi. Mình suy nghĩ hơi khác ban đầu một chút. Ghê. Cát Tường. Tuấn. Cát Tường. Cảm ơn em và gia đình mệnh phải không? Cảm ơn em, dễ thương quá. Dày quá vậy, hai người làm hả? Hai người lần hả? Oh my god. Ghê quá. Hay là ba người? Mấy hình, mấy người. Một người à. Từ từ, đợi xíu. Nhân tố bí ẩn của biệt đội X6. Người đó là Điệp viên. Người điệp viên đó là... Đó là... Người có tóc. Ai vậy có tóc? Cái đầu này. Đầu nam rồi. Chết rồi. Nhìn quen không? Đầu Cát Tường. Ê, không phải tôi. Tôi cắt tóc rồi. Không phải tôi đâu. Cát Tường. Nhìn theo cái máy là không phải. Tôi nghĩ bằng Tuấn nghĩ sao? Bằng Tuấn cứ theo hỏi mình. Bằng May làm điệp viên hả? Em nhìn là em biết chị rồi. Chúc mừng chị. Cái gì? Quá trình chị làm điệp viên chị có chơi gì không? Chị lộ quá à. Không, chị không chơi gì luôn, thật sự luôn á. Đã không chơi gì, toàn là hai đứa biết. Chị nói nghiêm túc mà chị không chơi hả? Gì hết. Ừ. Thiệt mà. Đã không biết gì luôn. Thôi để tôi nói cho nghe. Tôi đã cố tình chọn hai bạn vào đội của tôi. Lý do là ban tổ chức có kêu là phải chọn hai bạn tại vì hôm nay chơi thể lực. Tối hôm qua thì chuẩn bị có một giấc ngủ thật là êm đềm thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại tít tít, nhận được một cái tin nhắn rất là khủng bố. Ngày mai chị làm điệp viên nhé. Rồi quý vị hiểu rồi, cả đêm qua ngủ không được, sáng nay mắc quần thâm, 6 giờ sáng phải có mặt tại đây. Hay à, còn mà nói về bây giờ là chương trình biệt đội X6 cũng xảy ra, cũng đã trải qua được một thời gian rất là dài với nhiều những kinh nghiệm đau thương có, chiến thắng có, bầm dập te tua có. Cho nên bây giờ nếu mà hỏi các Tường chiến thuật để mà làm điệp viên như thế nào để mà giấu không cho các thành viên khác biết á, thì nói thiệt, cái chiến thuật của các Tường là tới đâu tính tới đó. Tại vì cái chiến thuật của mình không bao giờ mà nó thành công, thiên cơ bất khả lộ, tới đâu tính tới đó. Trong chương trình á, lại kêu mình chọn những cái thành viên nào khỏe khỏe, bữa nay chơi vận động. Không, mà thấy dạo này chị Tường hên là chị bắt thành viên, toàn thành viên không đưa chị về đích không?
Tại cái phong cách của chị dạo này là làm điệp viên cũng như là không có làm điệp viên. Thôi thôi được rồi vậy hai chị em mình dắt tay nhau đi chọn hồ bơi. Bà May đi khám bệnh nè, thằng này nãy mày nói mày giúp như vậy. Nghe chưa? Giúp gì đâu, May thấy chưa, chị thấy đồng đội chưa, mặt chưa, May thắng nè. Chị luôn bảo vệ em về đội của chị ngay từ đầu đến cuối. Rồi được rồi, cuối cùng thì khách mời ngày hôm nay là bạn Linh cô. Đã chiến thắng. Bây giờ nè, mặc dù em đã vạch mặt chị đúng là điệp viên, nguyên tắc là chị rất buồn và hận em, nhưng mà tại nghe chị nói chị đầu rồi, em vạch mặt được chị tại vì em đang thua. Em phải mặt mà được chị thì em mới được trở lại đây chơi. Cho nên chị rất thích em. Chị sẵn sàng, chị rất thích em. Chị rất thích. Hy sinh. Cho em được quay lại chơi. Hy sinh cứu trái trẻ. Em thấy khách mời bữa nay thì cũng không hay ho gì, nhưng mà bạch mặt được điệp viên thôi, xin mời bạn được quay trở lại với mặt là nó xinh đều. Cho Linh cô một tràng vỗ tay đi. Bạn có một cái quyền nữa là bạn hãy bình chọn 5 người ngày hôm nay, tuần sau người nào sẽ là đội trưởng. Đây bầu bầu vậy thôi, nhưng mà số sau á là chị cũng quay, là chị cũng già mồm nhất à, chị cũng cầm đầu à, bầu chị luôn đi, được nghiêm túc. Ok. Em thấy hôm nay chị rất xuất sắc trong cái việc làm đội trưởng. Cho nên là nhưng mà chị ác lắm. Suy nghĩ lại đi. Không cần phải nghe em Tuấn nói, bây giờ ai cũng được, em không cần ai cũng được trong này, trừ chị Tường ra. Chị đã cho em vô, em chị đã trao bao nhiêu ân tình cho em từ đầu giờ đến giờ. Có chừng chiều nay trao cái gì? Ủa quên, coi chừng tuần sau mà từ với cái điệp viên nữa đó. Ta cũng đang muốn không, mà thực ra là người đầu tiên em gặp và cũng là người đầu tiên tâm sự với em nhiều nhất về cái tính cách của mọi người. Cho nên là có thể cho chị Tường đó thì cứ vậy chứ. Ủa nhưng mà đội thắng có quyền mà hành hạ mà. Thắng được thưởng thức bữa ăn đồ uống sang trọng trên du thuyền. Đây du thuyền. Này mà du thuyền là cái trời. Đội vô nè. Đi dọn toilet khách sạn, cọ bể bơi, vớt lá rụng trên sân, không có cái nhiệm vụ phục vụ. Cái này thu mua sao nhã. Mình đi. Ai ăn uống này lãng phí gì? Dọn vệ sinh đi. Tụi em đi du thuyền sang trọng đây. Có cần em phụ không? Không. Thôi từ từ nha. Rồi ăn xong đã. Mọi người vô. Cùng là mọi người nha. Vô. Vui quá. Anh cũng thử. Thử quá trời luôn đúng không mày? Thôi, nguyên cái lụm đang ăn đi, bếp hết vô đây nè.